chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LCP. Hôm nay là chiều tối ngày 29 Tết rồi. Bên cửa hàng của Trang LCP và bạn Heo cũng đang rất là tất bật. Sáng nay là coi như là đã giao hết một chập rồi. Cái bây giờ là mấy chị em vẫn còn đang giao những cái đơn hàng gần như là cuối cùng á. Có những cái đơn hàng ngày 30 sáng mai nữa. Thì hôm nay anh em mới lên là cô chú anh chị. Đó nên là bây giờ là mọi người đang chuẩn bị soạn để giao đêm liền. Cứ một bịch như thế này là 5 cây nem, mỗi cây 100 gram đó, 5 nem thì tụi Trang nha. Nem vừa tới là tụi Trang bỏ bịch liền. Và xong rồi là để cho mấy bé này mấy bé soạn giao đơn. Rồi đây là những cái đơn bánh tét nè. Hôm nay thì để sẵn đó. Còn bữa giờ cô chú anh chị mua ăn thử bánh tét của Trang xong rồi đặt lại cho Trang liền luôn. Dễ thương lắm, có nhiều cô chú mới đặt cái địa chỉ đó ngày hôm qua, có sao hôm nay đặt lại. Cái mấy anh shipper bên Trang đặt xong ảnh nói, ủa cái đơn này không qua giao rồi mà bị thiếu hả? Dạ không, cái cô chú đó mua lại đó. Đó, đây là cái đòn bánh tét tứ quý, đòn chất lượng nhất. Đòn này là 1.4 kg. Dạ. Rồi bịch này là cách mua toàn bánh tét nè. Đây là những cái đơn hẹn mà cho sáng ngày mai 30 tháng 1 là cô chú anh chị mua để cúng. Đó, tụi Trang cũng soạn sẵn rồi. Rồi ngày mai là chỉ có bỏ đồ vô rồi gửi cho cô chú anh chị thôi. Tối nay là bánh tét sẽ về rồi các bạn sẽ gửi luôn. Sáng là gửi được một đợt rồi, xong rồi trưa là gửi được một đợt rồi. Bây giờ tối mấy bé cũng đang chuẩn bị được gửi một đợt. Giờ thì Trang với lại mấy bạn đang bạn Heo là đang phụ Trang để bạn Heo gửi những cái đơn đi tỉnh. Đó, còn đây là những cái thùng để Trang đang đợi đặt xe để Trang với lại bé Oanh với bé An sẽ cùng nhau để đi xuống thăm cái máy một cái máy ấm của các bé có hoàn cảnh khó khăn. Không biết đặt xe là mình. Dạ, hôm nay thì bên Trang có cảm ơn anh nha. Dạ, đó. Còn anh đi một lần nhiều đơn, hôm nay là có hai đơn á. Ở sáng quen là thích bò chia đi mấy đơn không đủ dụng luôn. Anh mới vừa qua cho đưa mấy đơn qua cho nó về nè. Bây giờ đi chắc đông lắm anh em. Rất bật nha. Rồi có bánh đó nè. Đó, cái bánh để cho các bé ăn. Rồi có những cái phần quà của cô Mai Trinh. Dạ, cô Mai Trinh có làm những cái con có bông nè, rất là dễ thương. Để dành tặng cho các bé. Đó. Để xíu nữa xuống dưới thì cái Trang gỡ ra để tặng cho các bé luôn. Cái này không thấy được. Đâu có cái này là cô với lại mấy anh chị tự tay làm luôn á. Cái này là đồ thủ công. Ồ, dễ thương lắm nha. Đây là tự tay làm bằng chiếc khăn đó. Đó. Cô tạo hình ra hình những cái bông, cái giỏ gì dễ thương quá. Cô làm cô tặng cho Trang 100 con thì phải để Trang gửi tặng cho các bé. Nên hôm nay Trang có việc tranh thủ. Và coi như chiều nay là đã đỡ đơn rồi. Cái Trang đi tặng cho các bé luôn. Đó. Dễ thương quá trời. Kéo tay ghê luôn á. Bỏ ra trong giỏ vậy nữa chứ. Những con quá đẹp luôn. Con xin cảm ơn cô Mai Trinh rất là nhiều đã đồng hành ủng hộ cùng với con. Dạ. Bây giờ thì mình đang đợi xe để mình đi xuống từ đây mà xuống cũng chỉ chắc cũng khoảng tiếng rưỡi. Trang cũng với bạn quay phim cũng đã xuống cái máy đó mấy lần rồi. Trong cái hôm nay là tranh thủ chiều nay rảnh nè, mấy chị em tính toán đã đi liền cho kịp để mình có một phần quà để các bé chơi Tết. Đó, nhà đây là có bánh nè, bánh kẹo nè. Em mua thêm ngoài sữa. Sữa là lúc nào cũng cần rồi. Với lại ở đó đông các bé lắm. Nên là Trang nghĩ sữa thì chắc một thời gian thôi, bạn có thêm chắc mấy tháng là cũng có hạn rồi nên không dám mua nhiều. 6 tháng. Nên là Trang với bạn quay phim mua trước 20 thùng. Rồi xong rồi để coi tình hình xuống dưới làm sao thì mình gửi thêm. Ở đây sữa là để cho các bé coi như là ăn uống dịp Tết này, rồi bánh kẹo. Với lại Trang sẽ có thêm một phần lì xì nữa. Đó. Xong rồi bữa giờ là cái bé này là coi như là ở nhà Trang luôn, phụ Trang làm đơn là này nọ luôn. Đây anh này là anh shipper mà là anh nhất Trang luôn á. Mấy chục đơn một mình ảnh một ngày là anh tải mười mấy 20 đơn luôn á. Dạ. Để giới thiệu nha, cô chú anh chị đây là anh Chiến. Dạ. Ủa sao tự nhiên bỏ chạy vậy? Không, cái này kênh YouTube của em. Dạ. Anh Chiến bữa giờ phụ Trang chạy cái
những cái xe anh vậy thôi nha, mà hồi sáng là nguyên một thùng luôn, bộ đồ thùng luôn mà anh đi hết, không chỉ ở Sài Gòn, sau này có cô ở Đồng Nai, Biên Hòa, ở nước ngoài, cái cô mua tặng cho người thân, và bây giờ thì tất cả các đơn ở tỉnh là ngưng hết rồi. Cái Trang gọi điện cho anh Chiến, hỏi anh Chiến đi được không, anh Chiến quất luôn, đi từ đây đến đó quá trời xa luôn, sao anh nghĩ vậy, bất cỡ. Cảm ơn anh Chiến nhiều nha, nhờ anh Chiến vậy mà bên em đi hàng được nhanh, là cô chú anh chị đỡ phải chờ. Còn ngày mai nữa, cái ngày mai nữa, của anh Chiến là quê ở đâu? Tết anh có chạy không? Có, Tết gì chạy xuyên Tết luôn. Dạ. Để coi bên Trang thì cũng bán đến hết 80, rồi cũng bán những cái ngày công Tết nữa, nếu mà có thì em gọi cho anh. Hơi lắm, tình cờ là thằng qua chuyên đặt xe, cái anh Chiến qua chạy. Chạy xong cái anh Chiến thấy trong nhà quá trời cái bịch ni lông đỏ luôn. Hôm bữa là cái bịch ni lông đỏ đó, nó đầy cái chậu than luôn, cô chú chị. Cái anh Chiến đó là trời sao nhiều đơn quá vậy, có cần anh giúp không? Em phải kiếm một shipper quen em chạy. Chứ còn em cứ đặt xe ở ngoài là tiền ship chịu nổi, chứ là ship cao nha. Cao quá chị cao luôn. Cái nhờ anh Chiến chạy anh gom đơn lại chạy cái tuyến á thì nó đỡ hơn, với lại là khách mình nhận á mình cũng yên tâm hơn. Dạ. Thôi bây giờ để Trang với mấy bé coi cái xe đó như thế nào. Rồi bây giờ mình chuẩn bị di chuyển xuống Củ Chi để thăm các bé ở với ống thiện duyên. Dạ, xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều. Xin mời quý bà cô chú anh chị cùng đồng hành với lại Trang với các bé nha. Ba thùng đó để chị bưng vô trong cho phát sữa cho mấy bé luôn, với lại bịch đồ chơi luôn. Chị cảm ơn nha. Dạ. Dạ chào mấy em. Dạ. Hôm nay con xuống hơi trễ, tại hồi chiều con mới xong việc rồi con xuống luôn. Rồi thôi. Hôm nay vui quá mấy em vẫn khỏe ha. Rồi khỏe. Dạ. Tám mấy rồi con ơi. Dạ. Tám mấy mà vẫn khỏe. Tâm sao rồi. Dạ. Làm từ cái hồi khuya 4 giờ tới giờ á. Sao vậy, sao 4 giờ mà bác sáng làm gì? Thức dậy là phân trà, pha nước rồi chăm cháo, chăm sữa cho tụi nó. Dạ. Rồi á là mấy cô mẫu mẫu á thì tắm rửa thay đồ, thay tả ló. Dạ. Tại vì mặc tả tới tám mấy đứa mặc tả rồi. Ừ. À, giờ cũng xuống đi. Dạ. Giới thiệu với quý mặt của chú anh chị, đây là má Giang. Dạ. Là coi như là chủ của cái máy ấm thiện duyên này. Đó, má Giang là máy làm mấy chục năm rồi đó. Rồi, 35 năm. Dạ, 35 năm. Hồi năm ngoái là Trang tình cờ biết được má là đợt trung thu á, Trang xuống Trang thăm, rồi Trang đi vô thăm các bé rất là cảm động, nên là mấy lần trước thì xuống tặng quà thì cũng là cá nhân Trang thôi, nên Trang không có quay clip chia sẻ. Cái đợt này thì Trang làm bán hàng nè cũng được, rồi được cô chú anh chị yêu thương ủng hộ, rồi cũng có những cô chú anh chị mà mua hàng của Trang xong rồi có gửi dư một ít tiền, đó là Trang là thay vì là tiền thối á, tiền gửi lại thì cô chú nó hơi gửi dư để có gì em đi từ thiện như đó thì em gửi tặng cho mọi người. Thì hôm nay cái Trang gom lại Trang gửi tặng cho mấy Giang, rồi cũng có những cô chú anh chị như là cô chú Hồng Phạm nè, cô Lucy nè, rồi có một cô nữa là cô Tina có gửi cho Trang tiền để làm từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn. Dạ, nên là hôm nay con gom lại để con mua sữa nè, rồi mua thêm bánh nữa để cho các bé ăn. Mà giờ con đâu có phát bánh nữa mà mới ăn cơm mà. Mới ăn cơm xong giờ. Dạ. Cái thùng này với lại thùng này nè má là bánh nè má. Còn lại là hai chục thùng sữa với mấy thùng sữa kia nữa. Giờ con phát sữa được đúng không? Được. Bé An nó cho cô cái bánh tét luôn. Dạ. Cái con gửi má bánh tét để có gì má tặng cho mấy cô mà phụ ở đây má, với lại con tặng má Sáu. Dạ. Tại vì các bé thì chắc không bánh tét được nhiều hơn. Rồi. Dạ đây. Dạ đây là má. Đây là có đủ luôn nha. Đây là bánh tét mặn nè. Dạ. Đó, mấy cái màu đỏ là mặn nè má. Dạ, còn cái màu vàng á, cái màu vàng như vậy nè. Là đây. Có mấy cái chuối đó nè ta. Có mấy cái nào mà màu vàng á má, là bánh tét chay. Dạ, con có để sẵn luôn. Thì má có gì má chia với mọi người hay là cắt cho mấy em? Là mình chiều mai á là mình họp hết lại. Dạ. Rồi mấy người tập trung về ăn Tết một bữa lớn ha. Dạ. Thành ra giờ mấy cô cũng đang làm gà làm đồ để em ngày mai nấu. Dạ. Vui vậy? Có hùng vô bánh. Dạ. Vậy đó hôm nay con hùng vô bánh nha. Dạ. Cho con hùng bánh, còn này bánh kẹo để phát cho mấy bé mai với lại sữa. Ủa rồi có ai ở lại đây để phụ má buổi tối không? Có mấy cô, cũng có mấy cô. Dạ dạ, để con bưng quà xuống. Dạ đây hôm nay đi với Trang là có dạ có bé An với lại bé Oanh, là hai bé học trò của Trang, là cái mấy bữa nay phụ Trang làm bên cửa hàng, sẵn hôm nay đi quay luôn. Rồi
À, bé ăn bưng ít ít thôi, để nhờ mấy bé trai bưng bưng giùm chị nha. À, mấy bé ở đây luôn hả? Ở đây phụ luôn. Rồi đi thôi. Xách giùm chị bịch được không? Xách bịch nhỏ thôi. Ok ha. Chị cảm ơn nha. Đi thôi. Dạ, đây là những cái phần quà của cô Mai Trinh gửi tặng cho Trang với lại các bé, nên Trang xin phép thay mặt cô Mai Trinh. Dạ. Đây là mấy con búp bê. Dạ. Dạ vâng. Bên Trang thì bán hàng tới tới 30 lận, nên là hôm nay vẫn còn rất là đông đơn của cô chú chị, rồi có những đơn ngày mai nữa, nên là thành ra là làm liên tục tới bây giờ luôn. Wow. Các bé ở đây là đa số là các bé bị bỏ rơi, ba mẹ bỏ rơi, rồi có các bé bị bệnh nữa. Này, để đây đi ha. Đây đi con. Cô ra đi. Giờ con phát sữa đi ha. Bé ăn phát sữa đi rồi cô phát quà chia nhau ra làm. Dạ. Yeah. Bé đang xem TV hả? Dạ, yeah, xin chào. Để gửi tặng tẻ với lại ấy với mấy bé. Ủa, má sao? Ở đây là có các bé mồ côi hả má? Mồ côi có rồi, mới bỏ này con. Mới bỏ này 3 tháng rồi. Dạ. Yeah. Ôi có mấy bé nhỏ xíu sơ sinh luôn. Dạ, yeah. Còn đây là mấy bé lớn. Đẹp cưng quá chị cưng cưng quá chị cưng. Rồi mấy bạn này là bị bệnh nè. Dạ. Để con gửi sữa. Còn cái mấy bạn ở trong phòng là bị sao mà sao nó sao? Dạ. Dạ. Đây. Mấy tuổi này 55. Ai má? 55 tuổi cái này. Ồ. Dạ. Dạ. Yeah. Ủa mà sao bị buộc cái chân lại vậy má? Sao không có buộc cái chân, nó không có buộc mà lại nó vậy đó. Dạ. Yeah. Là mình làm vậy để cho nó bay xé đồ lắm. Dạ. Yeah. Mình làm vậy á. Dạ. Ôi ôi. Ê. Dạ. Này là tốt này là yếu đây. Dạ. Ủa mấy bé này là chắc phải có cô chăm riêng không á? Có mấy cô chăm rồi. Dạ. Có mấy cô chăm rồi, mấy con giờ cũng chưa. Yếu nè. Ồ sao ốm nhách luôn vậy trời? Thì nó vậy á, nó uống men dữ dầu lắm mà cũng không. Dạ. Mà bé này là bị bệnh gì bà? Nó bị bệnh não hồi xưa, cũng giờ lâu mới đẻ ra bị liền. Dạ. Đây cũng vậy. Dạ. Người ta bỏ về trước cổng mình đứng lên luôn nè. Dạ. Yếu lắm nè. Ồ. Dạ. Ốm quanh đầu đây không? Ôi thương quá, ốm là ốm luôn. Ừ. Còn phòng này là sao má? Thì phòng này cũng mấy đứa ra này cũng. Dạ. Nó chờ ngủ rồi nó lên đó nó ngủ. Có đứa bệnh với bạn nào rồi nhỉ. Dạ. Mà nó leo trèo dữ lắm không? Dạ. Trèo tới trong đống nhà luôn. Ôi thương quá ha. Ở đây là mấy bé là phải chăm sóc riêng luôn á. Con thấy là phải chăm sóc riêng luôn. Dạ. Trời ơi rất là cực luôn, mà đây là mỗi bé là đều bệnh hết hả má? Phòng này là coi như là phòng đặc biệt hả má? Ôi. Dạ. Này để con đeo cái micro cho má nha, để má nghe cho nó rõ. Dạ rồi. Anh bạn này là bị gì hả má? Nó bị quái thai với con là hai đứa giống y nhau. Dạ. Ai với ai má? Thằng quay đây nữa nè. Dạ. Thằng quay đây nữa nè. Không có nói được. Dạ. Mà cũng không biết gì đó, chỉ biết cười vậy thôi, thì ăn. Dạ. Ôi, mặt dễ thương quá trường. Đây để hôm nay con mang quà với lại ấy ra phát cho mấy bé cho chị. Đây đây, con là dạ. Đây, con bé này năm mấy tuổi rồi nè. Năm mươi mấy tuổi hả bà? Ờ, 55 rồi. Con phải gọi là cô ha. Nó là 55 tuổi rồi nè. Dạ. Nó thấy tôi là nó đòi ngầu dậy. Dạ. Ui, cô nhỏ xíu luôn á. Cái chân nó hơi hầm dậy chứ không biết là cột. Dạ. Nhưng mà nó hay xé này xé kia chiếu. Ngầu là hơi xé chiếu luôn. Dạ. Ở đây cô này cũng vậy luôn. Dạ, cô này chắc cũng lớn tuổi rồi. Có nhau cô. Dạ. Ôi sao bạn này bị nằm đất vậy? Nằm nè. Dạ. Nằm. Móc cái chân vô vậy luôn hả bà? Ờ, nó đi mát hoài vậy con. Dạ. À đi mất hả bà? Đi vòng vòng hả bà? Đi nó ra đi vòng vòng, cái đi ra đường đi mất tiêu luôn. Dạ. Cho nên giờ này gần ngủ rồi, cho nên là phải làm nó vậy nè. Dạ. Định lát nữa mới cho găng mồm. Giờ thì mấy cô bà mẫu còn đang dưới bếp. Dạ, trời có cô bận đồ dễ thương quá chừng nữa nè. Nhiều bé hai mấy tuổi rồi đó. Mấy tuổi.
Ừ, nhìn nhỏ xíu à, đâu có biết đâu. À, đúng là phòng này là phòng đặc biệt luôn á. Ờ nè, đó vậy vậy hết rồi. Ở đây mấy bé này cho ăn là chắc phải là mình tự đút ăn hả má sao? Đúng hết. Người nào cười nữa. Cười à. Đúng hết. Người nào cười à. Lúc mà dài dài tới về là đúng hết luôn. Dạ. Trời ơi, có chú ghi trên cao nè, thấy à, nó lên trên cao cao vậy đó. Dạ. Có bị bệnh thần kinh nó không biết gì. Ờ. Ở đây mỗi người là một cái hoàn cảnh đặc biệt luôn á. Vậy là cái phòng này là bao nhiêu bé? Ba mấy đứa bạn nào phòng này hả má? À, phòng này nhưng mà rồi còn đầu ở đây nữa nè. Dạ. Nó chưa vô này đây. Dạ. Mà mấy đứa này đặc biệt là đây như dạ. Mấy này cái con vừa đi cái con phát sữa cho mấy bé giờ mấy bé nhưng mà mấy bé này đâu có tủ không con phát hoài đi còn dạ. Năm này để cho mấy cô bảo mẫu lát lên. Dạ dạ đây để con gửi quà đi mấy bạn phát sữa ha. Dạ rồi, chị cho cô phát quà. Dạ con cho đưa quà này con cho bấm bê cho nó chơi đi. Dạ. Còn trong đừng đưa. À vậy hả má? Ừ. Dạ. Đây để con gửi tặng nha. Đây là những cái bấm bê làm tự làm. Ừ. Cái cô khán giả ở đằng con bằng cái khăn á má dễ thương không? Dạ. Ừ. Dạ. Đây em gửi tặng chị cái luôn. Cảm ơn. Dạ. Rồi mấy em phát sữa cho mấy bé ha. Dạ. Dạ mình chia ra. Đây chị Trang gửi tặng nha. Chị Trang gửi tặng nha. Ăn Tết vui vẻ nha. Nè cho em này màu xám nha. Đó, cho đô la luôn nha. Đó nè, chị gửi tặng nè. Chị gửi tặng ít sữa đó nha. Với lại có bánh kẹo thì mai má Sáu phát cho mấy em nha. Đây, em gửi tặng chị nha. Em gửi tặng chị nha. Dạ. Mấy chị này là chắc phải có phải cắm sữa cho mấy chị uống á. Ủa, gắp lo mặt chị nha. Ờ, thích quá trời cười. Rồi gắp lại thành cái đó. Dạ, cái khăn á, gắp lại thành á. Đây, để mình gửi tặng mấy bé. Đây, chị gửi tặng nha. Cái này khăn lau mặt nha. Đây chị gửi tặng em có chưa? Đẹp không? Đúng không? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Vô đây. À không, 7 tuổi em ở đây lâu chưa? Em ở đây lâu chưa? Không có em tên gì? Có, hay em qua chị em gù không? Đứa nào cũng tên Duyên ở đây không? Yeah. Ở đây cũng tên Duyên mà. Tên Duyên tên Thiện nè. Đây em gửi tặng nha. Hồi nãy mới ở trong biết rằng quà anh chạy ra ta. Dạ yeah. Dạ. Đây chị gửi tặng em nè bé. Dạ. Yeah. À, rồi đây có ai con chưa có hả cô chị Trang xin lỗi nha chị không thấy nha xíu nữa có cái chị ban. Tặng tôi sữa đó nha ban. Rồi ban lấy đi đây ủa em có chưa đó là hen đây chị gửi tặng em này nha à dễ thương quá nó là ngoan không á ở đây bé nào cũng rất là ngoan chị gửi tặng nha mấy đứa này học mà chị gửi tặng nha này em gửi tặng nha dạ ăn Tết vui vẻ nha dạ chú này chắc lớn dạ đây em gửi tặng nha dạ đợi xíu em lấy thêm sữa nữa còn một cái phòng ở dưới nữa không á còn dưới kia là mà giờ mấy người đóng cũng ngủ hết rồi dạ à. Trời ơi đợt trước mà con xuống là con đi dọc ra cái đằng sau à. Là có đủ luôn có như cái những chú lớn tuổi cũng có mấy bé cũng có nhưng mà đúng là một cái mỗi phòng là một cái hoàn cảnh khác nhau á ờ ờ đúng rồi con mà con bước xuống đây con thấy không biết sao mà má có thể lo được hết hay con lo mấy chục năm rồi còn trên lầu là sao má còn trên lầu nữa trên lầu thì mấy đứa nó ngủ đi học á về nó ngủ ủa là má cho đi học ở đâu học trường chính quy nhà nước luôn dạ đóng tiền nhà nước mấy bé này mấy anh này là uống được chưa ta đây, con cấm không phải con cấm luôn không không khỏi đưa nó tự làm được đó có mấy anh chị ở trong nè để con ưu tiên cho mấy bé mang chị chồng đây của chị nha đây được không em lấy ra cho ok này đây để con vô con đưa sữa trong được không ạ à? Được dạ yeah. Đưa cho mấy đứa bạn đi được á thì đưa yeah. Còn mấy đứa kia để hai cô họ đút cho dạ yeah. À vậy không ạ dạ yeah. Mấy bạn này là tự uống được đúng không ạ hả mấy bạn này ở ngoài là tự uống được ha tự uống được có mấy bạn ở trong là phải tự đút thôi tự đút châu qua đây châu ở đây là mắt có bao nhiêu người chăm mấy người chăm thôi anh con. Có rồi hả anh dạ. Chăm mày tới hai mấy người rồi mà giờ hết luôn rồi hết ở đây mấy anh mọi người ở đây biết san sẻ quá giống như hồi nãy má gọi anh Châu để lấy mà anh Châu anh kêu có rồi khi anh đứng anh nhìn con kêu có rồi chứ không phải phải thêm ấy đây em cấm cho chị uống nha này chứ mấy chị này thì chị chắc không biết bóc đâu đây em cấm nha chị uống sữa nha đây chị cần uống sữa nè dạ đó em mở đi cha cái này em mở để dành mai uống nha dạ này có rồi hả chú dạ thấy không dễ thương ai mà có rồi là sẽ nhiều những người khác chứ không có dành mấy con có sữa rồi ha rồi để vô trong đi con vô trong con cấm bằng sữa cho mấy bạn đây 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 chị có sữa chưa
Vậy có sữa chưa? Uống sữa nha. Bánh, bánh, bánh ngày mai đi. Bánh ngày mai má, má Sáu, má Vàng khác. Uống sữa nha. Này, đây chị cầm nè. Lo cầm kẹo. Ôi chị kẹo cầm giống em nè. À, chị uống rồi. Chị uống rồi, uống vô, hút vô. Hút vô. Rồi. Này. Dạ, cô cảm ơn nha. Rồi. Con con đi. Mình có sữa chưa? Dạ. Mấy em có sữa, mấy em lấy chị nha. Vậy để chị khác ở trong cho mấy anh. Chẳng mấy người đi vô sữa nha. Bác tụi nó đứa nào uống được thì bác, chứ không là đổ đầy á. Này, em cầm được không? Em cầm được không? Đây tay tay đâu? Cho phải đúng rồi. Mấy bé này không có mấy được hết. Dạ. Ở trong này là đang quanh đậu nâu. Tự tự ăn được. Dạ. Đi chợ hả? Cười thích ha, thích thì cười nha. Thôi chị kia uống xong rồi kìa. Chị đi làm ai tặng cho bảy bộ đồ dễ thương quá vậy? Đẹp ha. Dễ thương quá vậy. Hết rồi hả chị? Uống nữa không? Rồi chưa? Uống nữa không? Đây. Chị rửa vậy. Uống nữa không? Dạ. Đây rửa chị nha. Dạ rồi. Anh tất vui vẻ. Chị chắc em nhờ em để sữa đây đi. Rồi cái gì ngày mai nhờ chị với lại mấy chị chia cho mấy bạn được, uống với lại ăn bánh ha. Dạ. Chúng cho tôi cầm được đâu, không cầm được đâu. Dạ có gì ăn sớm giùm em. Hai dạ. Bà kia. Cũng đã chia cho mấy bà kia đi. Dạ. Chắc con để đây đi tại vì dạ, giờ con qua xuống bị. Dạ. Con xuống tối quá thành ra là mấy bé dạ, ấy hết rồi. Đúng không? Dạ. Con bay đơn giản gì cũng được đâu. Dạ. Tại vì bây giờ tấu quá rồi chứ phải con đi sớm. Dạ. Hôm nay bên con cũng bán hàng á, thành ra cuối năm nó cũng hơi đông. Cái nãy con mới tranh thủ xong là bên con mua sữa, con mua đồ xong giao đủ hết rồi, cái con mới gom hết một lần xuống luôn. Dạ, nên nó hơi trễ. Dạ, à đây. Dạ. Đây con có gửi thêm cái này là một ít chi phí lì xì cho má để có gì má lo hỗ trợ ăn uống cho mấy bé. Rồi, à, cô chú anh chị biết không, ở đây là tổng cộng đến bao nhiêu bé lần rồi má sao? 125 bé. 125 bé mà coi như là toàn là tiền, lúc đầu là tiền của má Sáu. Xong bây giờ là có thêm tiền ủng hộ của các mạnh thường quân mà biết hoàn cảnh của má Sáu nữa. Rồi. Nhưng mà số tiền ủng hộ bao nhiêu nó lẻ lắm, nó xài nhanh lắm. Tại vì ở đây quá nhiều bé. Đó 125 bé mà cô chú anh chị thấy. Cái phòng này là cái phòng có ghi là phòng bãi não luôn. Là như hoàn cảnh đặc biệt đó. Mà mình bước vô mình thấy rất là sạch sẽ nha. Rõ ràng trang đi cái phòng này rất là sạch luôn. Không có rác, không có gì hết trơn. Hoặc là mỗi giường bệnh cũng vậy. Mình không có thấy dơ gì hết. Thành ra là ở đây là mấy cô con thấy là chăm rất là kỹ. Mà đây không phải là lần đầu con xuống nữa. Là đợt trước con xuống là cảm giác của con thấy thương má lắm. Lúc đó con được đi thẳng, đó là đợt đó con đi buổi sáng. Đi vô thăm mấy cái phòng đằng sau á. Rồi con thấy mấy bạn tụ á, mấy bạn bệnh nặng quá. Đây, đây này con xin phép thay mặt quý mạnh thường quân kinh của con. Xin phép gửi má Sáu số tiền đây là 5 triệu. Rồi. Để có gì má Sáu trang trải với bé với lại trong những ngày Tết này nè. Rồi. Thôi thay mặt cho mấy cháu một câu đi đây. Má Mười cảm ơn đoàn mình chia sẻ gánh nặng của má Mười nha. Đây là gánh nặng của ai là đặng của má. Mà tụi con kề dây gánh giá phụ để cho mấy em được no rồi ấm thì nó thấy vui. Nó thay mặt mấy cháu mồ côi đây cảm ơn tấm lòng quý báu của tụi con. Cùng với má Mười để lo cho mấy em kề dù ít dù nhiều gì có số tiền rồi có sữa có này kia để cho mấy em thì má cũng thấy má vui. Má cảm ơn mấy đứa con ha. Tội chứ nặng chứ, con nghĩ như một mình á mà ăn uống tháng là cũng phải hết 3 triệu 5 triệu rồi. Còn đây có 10 đến 125 là các bé, mà 125 bé là đang tuổi phát triển nha, rồi là các bé bị bệnh nha. Đấy, là tả nặng lắm con ơi. Chạy thuốc nữa mà này thuốc nhà nước á là nhẹ quá cho nên uống không hết. Mà bữa nay mới tiêm thuốc hoài cho mấy đứa bài não á, cho nó qua được cái cơn này, chứ toàn là mấy đứa vậy không. Hôm nay mới mua phải mười mấy 20 triệu tiền thuốc luôn á. Thuốc thần kinh đó. Nhưng mà sao hồi xưa má Mười quyết định là má Mười làm cái này? Thì tại mình có rách áo, mình mua hương ngừa áo rách. Mà có mình áo rách, mình có gì? Có rách áo, mua hương ngừa áo rách. Mà có áo rách mua hương ngừa rách áo. Tại vì xưa nay là có người ta giúp mình. Ta giúp cho má Mười. Cho nên sau khi giải phóng 30/4 rồi, những người ta giúp mình, ta qua đời, ta để lại mấy đứa con có tật. Mà những người đó họ chăm lo cho bản thân má Mười
gia đình mỗi người. Nên thôi thì giải phóng xong rồi người nó qua đời hết, để lại mấy đứa con có tật mà không có đủ cơm ăn áo mà. Cho nên má cô mang có 5 đứa thôi. Dạ. Xong sao để lên một thành 125 bé luôn. Cái từ từ họ thấy như vậy. Dạ. Họ đem tới. À. Họ bỏ trước cổng hoài, cho nên mới nuôi giờ á. Ngày Tết không có ai về nhà đâu. Đây là rất buổi tối là cả các bé là quay quần ngồi ở đây coi. Coi tivi rồi này là. Đa số các bé nhỏ nhỏ mà lành lặn ở đây là đều là ba mẹ bỏ hả má? Bỏ không. Như cái ông này nhỏ xíu à. Ông cái ông này nhỏ xíu à mà cũng mấy ông này là bao nhiêu tuổi má? Ông nhỏ xíu này nè. Chưa được tuổi mà. Dạ. Nó mới bỏ đây mà. Dạ. Bỏ hoài con ơi, còn mấy đứa mà ôm như ông nhấp rồi cũng bỏ nữa. Là biết má nuôi ấy nè, là bỏ chứ má luôn. Ta đem ta bỏ hoài à. Có biết mình nuôi thì ta đem ta cứ bỏ hoài vậy. Mà có bao giờ má cảm thấy áp lực quá, cái má muốn bỏ không? Không, tại vì má nuôi cái lòng mình là má nuôi khi nào má qua đời, giờ má 86 tuổi rồi. Cho nên khi nào má qua đời đó, thì má không còn không còn phục vụ, không còn giúp đỡ cho mấy em được thì giờ đó thì thôi. Dạ. Chứ ví dụ mới còn trên đời này mới phải lo cho mấy em. Dạ. Em thôi thì không có gì, lát cầu lên để thêm nó tặng cho đứa một con mèo. Đợt nào để xuống á má Mười cũng mang mấy cái đồ thủ công á của mấy bé ở dưới đây nè. Tôi mày tặng cho Trang, mỗi lần mà Trang xuống là má tặng, hôm nay Trang xuống là má tặng nữa. Má tặng là ba đứa, má tặng ba cành đông có con mèo đó luôn để hôm nay. Để đem lại sự may mắn cho tụi con, đem lại cái hên, cái may cho mình. Dạ, dạ, con cảm ơn má nhiều. Dạ. Nói chung là con mỗi lần con xuống mà con má về mà con thấy má còn khỏe. Mấy em là lúc nào cũng kiểu rất là thương, chia sẻ nhau, chứ không phải là kiểu có là cái muốn có thêm hay gì đó, con thấy rất là quý. Tổng số là 58 mà 82 em là nằm tại chỗ. Dạ. Còn về sau nữa chứ đâu phải nhiêu đây đâu. Dạ. Con thì lúc đầu con tính tặng sữa nhiều, nhưng mà con nghĩ là sữa cũng có hạn sử dụng. Đó. Thành ra là con mua để kiểu như đợt Tết này nè, thì mình uống trong những cái ngày Tết này đã. Và cái con gửi thêm chi phí cho má Mười để má Mười có tiền nó linh động đấy. Dạ. Chứ để mà con mua sữa rồi đấy. Mới dọn hết cái chỗ này. Dạ. Rồi mới mới bài ra, mới cúng xong rồi. Ừ. Mới cúng cái đất này. Dạ. Xong xong rồi ta cho tụi đó là ăn, bỏ cũng có lên mạng luôn. Dạ. Bỏ đưa lên mạng luôn. Dạ. Để cho mấy người biết là mấy em cũng ăn được cái Tết đàng hoàng. Dạ. Như mọi người. Dạ. Vậy đó. Thì tụi con nói thiệt đó là có khi mấy ấm thì ra đời tụi con còn nhỏ xíu luôn á. Dạ. Thì mấy là mấy làm là 30 mấy năm mà. 1988 giờ là thôi tụi con lên đây đi. Dạ. Dạ để con chào mấy em. Dạ. Cảm ơn má, để con chào mấy bé. Thôi chị Trang về nha. Ăn Tết vui vẻ nha. Đó là chụp cái chị Trang tấm hình đi. Dạ. Dạ chụp cái chị Trang tấm hình nha. Đây. Ba cây bông có mèo ra để. Có biết vừa chụp vừa ấy không? Có cái nút tròn á. Biết không? Rồi. Ăn vô chụp luôn em. Vô chụp hình với chị Trang tấm. Như đây. Chị chụp hình nha. Rồi. Đây chụp tấm hình. Anh vô ngồi luôn em. Dạ. Má sáng ngồi lên luôn má sáng. Rồi rồi không, má đứng đây cũng được. Đứng đây cũng được. Chị em. Được được không sao không sao. Được rồi. Chụp vô em. Nếu mà chụp đại đi. Dạ chị. Tự nhiên hơn. Cười thôi, cười nha. Rồi cười lên, 1, 2, 3, cười lên. Rồi, rồi. Cảm ơn chị Trang, cảm ơn nha, chị Trang về nha. Anh Tết vui vẻ, bye bye. Dạ, bye bye. Con lên đây đi, con lên em đây. Em về nha, bye bye. Tội nghiệp mấy anh chị ở trong, mấy vậy chị về nha. Có gì mai phát sữa cho chị nha. Ok. Rồi, thôi mình đi đi ra trước. Cành bông này. Dạ. Yeah. Bông này là con mèo để cho tụi con gặp mai nha. Ôi. Mỗi năm là má Sáu là làm một cái mới luôn, wow, đẹp nè, quá. Mẹ. Wow. Làm cầm ngay đi. Dạ, cảm ơn má nhiều đây. Cho nó hên cho nha. Bé An, vậy đây là mẹ bé Thu An. Dạ. Con cảm ơn má. Rồi con nhận một cây cho bé anh bé quay phim nha. Dạ, con cảm ơn má nhiều. Dạ. Rồi cầm dạ đây cho con này, con quá quay đi con. Mấy cái này là má mấy bé làm không má? Ồ đẹp quá. Làm. Dạ. Cảm ơn tụi mấy nhiều. Làm này. Dạ. Để lấy cái mai. Dạ. 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 Cảm ơn má nhiều. Hôm nay con tới thăm má. Dạ, con xin đại diện cho các cô chú anh chị mạnh thường quân kênh của con. Dạ, xin gửi một ít để hỗ trợ cho má như là các rồi, em. Bao nhiêu thì cũng nhiều rồi con. Dạ. Nhiều nhưng mà hôm đó con nói một số tiền nhiều nhưng mà để chia ra
số lượng các bé ở đây rồi cái hoàn cảnh của các bé như vậy thì không có nhiêu là đủ á. Dạ, không bây giờ bắt đầu là mới lì xì cho đứa 50% kệ. Dạ, dạ. Nhưng mà con sợ các bé ở đây thì không biết như mấy đứa nó nhậu đó xài tiền được. Dạ. Còn nhưng mấy bé ở trong thì cũng không xài tiền được. Không biết là con đợt trước con xuống con biết gì đó nên là con mới muốn là gom lại để con chia ra tặng sữa một ít. Rồi cái một phít là cho má để em có gì má lo cơm, mua gạo nữa. Dạ. Dạ, con cảm ơn má nhiều. Dạ. Hôm nay Trang với lại bé Anh đây lần đầu tiên bé Anh đi từ thiện ha. Dạ. Thấy sao để con cho con xin cái micro của má nha. Dạ. Đây học trò của con. Bé này cũng mới đi theo với con luôn. Dạ. Hồi trước giờ em có đi từ thiện bao giờ? Dạ chưa luôn. Rất là muốn đi nhưng mà chưa bây giờ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi hả? Này chắc là con thấy không, mình thấy mình may mắn quá. Dạ. Con ha. Dạ. Mình thấy mình là may mắn hơn mấy em này. Dạ. Con bất ngờ bên trong. Chưa, em mà đi sâu những cái phòng ở trong á em còn thấy thương hơn nữa. Phòng đó mà cũng bị tật nhưng mà giờ ta lớn tuổi rồi. Dạ. Giờ ta mất ngủ. Là lúc đó em vô là đợt trước con vô là mấy anh chị đó là kiểu đi vòng vòng trong phòng luôn á, mà bận đồ thì tại vì người ta không có kiểm soát được á, thành ra bận đồ cũng ấy nữa. Rồi đi mà em này chị Trang nói nha, đó em biết thôi, em đi mà mình bước mình cảm thấy sợ luôn á, là mình không ngờ là có những bạn bị bệnh như vậy rồi, nhưng mà vẫn ở chung nha, vẫn ở chung với nhau nha, rồi kiểu hành động vô thức lắm đó. Mình nhìn mình thấy thương, nhưng mà các anh chị ở đây nè lại chăm, là lại thấy là lại kéo quần xong mà giữ mấy bạn nó lại, rồi múc cơm với mấy bạn nó ăn chia từng người, dù là lộn xộn hành động nó vô thức nhưng mà rất là sạch sẽ đó. Thành ra là đợt trước con xuống cái con thăm là cá nhân con, còn hôm nay là con có thêm quỹ của mấy cô chú gửi cho con nữa, thì con xuống để con chia sẻ với lại má Năm với các bé. Dạ. Rồi dẫn mấy bé này đi nữa để cho mấy bé đi rồi mấy bé gặp những cái hoàn cảnh như vậy cái mình cố gắng hơn trong cuộc sống của mình. Dạ. Thôi nhân đây thì con cũng xin chúc má Năm ăn Tết thật là vui vẻ. Rồi, dạ, rồi má Năm thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn má Năm rất là nhiều. Má cảm ơn tụi con nha. Dạ. Ăn Tết vui vẻ. Dạ. Dạ. Được gặp nhiều cái mai cho bản thân mình. Dạ, dạ con cảm ơn má. Dạ. Cảm ơn nha. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Thiệt là quá là nhanh luôn. Dạ. Bước vô chỗ má Năm là thấy má Năm còn trang trí Tết á, chứ còn Trang với lại bé An hay bé Anh hay là bạn hay quay phim ở nhà là vẫn còn đang tất bật lắm. Mong là những cái ngày cuối năm này cô chú anh chị mình dành thời gian cho bản thân nhiều ha. Rồi bây giờ mình đi chợ Hoa Kiển nè, đi đường Hoa Nguyễn Huệ nè, rồi có gì chụp hình khoe với lại Trang với lại bé An. Hết ngày mai tụi Trang sẽ nhận đơn rồi giao đơn trả đơn cho hết ngày 30 cái đến chắc đến trưa thôi là mấy chị em sẽ nghỉ. Dạ, nghỉ ăn Tết. Rồi đến đây thì xin phép tạm dừng video clip này. Xin cảm ơn quý vị ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành. Dạ, kính chúc quý ông bà cô chú anh chị một năm mới thật là nhiều sức khỏe và sự như ý. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia vẫn tiếp tục xem clip của Trang MTV nha. Dạ, xin tạm biệt. Bye bye. Cảm ơn.